chờ 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 chín cha. À, đây nè. Con quay phim cha nãy giờ rồi. Cha về rồi, ngon quá. Dạ ngon lành, con rửa máy rồi thay cái filter máy. Rồi filter máy lạnh ở trong thay nhớt luôn, đổi vô xe nước đầy đủ hết. Có rotation rồi. Rotation luôn rồi. Ôi, rửa máy luôn. Bây giờ là con gì? Đang quay YouTube nè cha, xin cha cho ý kiến vài câu đi cha. Nhưng tôi rất là mừng khi mà được anh săn sóc cho tôi như thế đó. Và đồng thời đã có những lần mà rồi mình không được như ý. Dạ. Rồi anh cứ ông cứ xin lỗi hoài hoài thì tôi dạ. cũng cảm ơn. Dạ. Rồi tôi có như có lần là tôi cũng lại phone thì thay vì tôi phải đưa theo và phone tôi ở trong kia thành ra cái chương trình mình làm không có được. Dạ. Thành ra từ nay trở đi đó thì cứ đến lúc mà tôi cần phải được thay đó, thay nhớt đó thì cho tôi ở trong đó rồi thì tôi sẽ sắp xếp, để rồi tôi sắp xếp với anh có thể tôi lái xe lên đây đó được. Dạ, nếu mà cha bận thì con đúng lấy xe cho cha cửa lên. Lấy đầy cả những cách mà easy cho anh mà cũng easy cho tôi thì có thể khi mà tôi có thể nhá. Dạ, con học trong cái thiên đạo ta nói câu này. Vạn sự khởi đầu nan mà gian nan thử sức người phải không cha? Đúng rồi. Dạ, đừng bỏ cuộc. Cha ráng chờ đợi con sẽ đến giúp cha. Rồi cha ra coi xe đi. Ra mở nắp lên coi cha. Cha có vừa ý không nha. Cha này, cha hôm nay cha được bao nhiêu cái xương xanh rồi cha? Không, xương xanh nhưng mà tôi là trẻ mãi không già. Trẻ mãi không già, cha chính là cũng hơi cao cao là một cha rất là khỏe luôn đó nha. Đây là 78 rồi. 78 rồi nha. 78 rồi thì cầu xin cho tôi làm sao mà được chăm đi. Không thì bây giờ chăm chuẩn sáng suốt đi. Rồi 91. Bởi okay. vì 78 là bây giờ đổi ngược trở lại thành 87. Dạ đúng rồi. Già. Nhưng mà cho nên là tôi không có đổi ngược trở lại được. Phải cầu nguyện cho tôi mà làm sao mà cho tới năm 91. Dạ ok cha. Con đổi xin... ngược trở lại tức là thành 19. Thấy không? Đấy, ao ước là như vậy. Cha quá vui vẻ không? Nhưng mà thật sự thì sự sống thì chú ăn cho thì lúc nào cũng quý. Thành ra mình quý cho mình. Và đồng thời mình quý để mà chia sẻ cho người khác. Cho nên tôi nhớ ông Tổng thống Hương đó, cái lúc mà ông ấy lớn tuổi rồi đấy, ông bảo là già dẻo dai. Đấy, càng già càng dẻo càng dai. Làm việc là không bao giờ mệt đó cha. Đấy, cho nên ông cứ Tổng thống Hương mà tôi nhớ ơn cái ông nói những câu đó đó. Để mình luôn luôn tích cực, mình luôn luôn optimist, mình luôn luôn lạc quan. Để mình sống cái đời sống của mình để mà phục vụ người khác. Và đồng thời qua cái việc phục vụ khác đó thì mình làm những cái việc lành phúc đức. Thì có mình có chết hay là có gặp thử thách cái này cái kia thì mình cũng về với Chúa. Dạ, cảm ơn cha. Cho nên là tôi cũng xin anh Thành cũng như vậy, và anh Thành cũng hướng dẫn những người khác, và đồng thời chúng ta phải làm chứng nhân cho Chúa bằng cái tình thương tình yêu Thì... đạo vào đời. Dạ. Chứ không phải là chỉ bằng môi mép không mà phải đạo phải đi vào đời. Dạ, thành ra tôi nhớ câu Latin mà tôi vẫn học ngày xưa, orare tức là cầu nguyện, tức là dùng cái miệng của mình cầu nguyện. Và đồng thời laborare tức là tiếng Latin đấy. Thì khi mà mình làm việc đồng thời cũng làm mình cầu nguyện luôn. Đấy, phải kết hợp quả cái đời sống tiên và đời sống sống cùng mình hàng ngày. Trong lao động, trong cái gì đó là cùng hợp ý Chúa hết. Cùng giúp ích cho nhân trần hết. Đấy, không có dừng chiêm cho mình. Đấy, cho người và cho mến Chúa và yêu người, hai cái điều đó không tách rời được. Đấy, cho nên xin anh Thành cũng cầu nguyện cho chúng tôi, những người dân mình cho Chúa cũng được bền nó. Và tôi cũng cầu nguyện cho anh là một người giáo dân
cũng được chu toàn bổn phận đó với xã hội và với trách nhiệm từ trong gia đình. Cho nên bác ái phải khởi sự ngay từ trong gia đình của mình đi ra. Đấy, đối với vợ, với con, với hàng xóm, láng giềng, với mọi người. Đấy, cho nên mùa Giáng sinh sắp sửa tới, rồi Tết âm lịch của mình, Tết dương lịch cũng sẽ tới. Có quay heo mà cha chứ, để dành cho cha rồi. Cái gì? Tết này con quay bao con heo đó. Đấy rồi, từ đến Tết, Tết âm lịch của mình đó là Tết của dân tộc. Đấy, thành ra ước gì Chúa là mùa xuân cho chúng ta bây giờ và Chúa là mùa xuân vĩnh cửu cho mỗi người chúng ta luôn. Đấy. Rồi, cảm ơn cha. Đây là cha cha chính ở nhà thờ Các Thánh Tư Đạo nè. Mình với Trâm đã từ vị nhà xuống đây, lúc xuống đây thì thử thách rất nhiều, mà cũng nhờ cha chính, cha Việt cộng đồng cho gia đình của mình rất là nhiều cái tinh thần và vật chất, giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Bởi vì giờ có cơ hội phục vụ sửa xe cho cha ha, mình rất là hạnh phúc, cảm thấy rất là hạnh diện. Và con hứa sẽ sửa xe cho cha hết cái kiếp này luôn. Giờ cha ra coi xe coi cha vừa ý không nha. Cho tàn kiếp luôn. Tàn kiếp này luôn. Và đồng thời cái đời sau mình sẽ lên trời với Chúa. Mình sẽ gặp nhau. Đây là xe của cha nè. Đấy. Ở trên quê hương Vĩnh Dương của mình. Giờ nè. Cha, con có bỏ dầu thơm cho nó đó nha. Lên xe thơm lắm đó nha. Nè, giờ cái máy nè nha. Nếu cha không vừa ý con làm lại nha. Cha nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại đi. Ừ, rồi sao nè, khoan nha. Rồi mở ra đi. Rồi mở ra coi, thấy máy đẹp không? Chưa làm mới luôn. Mà số mai ở trong xe là bao nhiêu rồi? Dạ, con không biết nữa. Cái mới này là... Cái nó có ghi đây nè. Mấy người thợ con có ghi ở đây nè. Cha chạy tới cái số mai này, đây nè, ghi đây nè cha. Ghi cái số mai ở đây. Ghi đây nè. Cha chạy tới cái số này là cha đe gọi con nó xuống lấy con thay nhớ cho cha nữa. Cái số đây là cái à? Đấy. Thôi để con tắt cái video rồi nha. Thôi xin chào bà con, vừa giao xe cha rồi mình phải về đi làm nữa. Cảm ơn nha. Dạ, cha nói vậy câu chào bà con cho. Thành ra xin chào tất cả những người ở trong cái YouTube. Cái YouTube mà cái xưởng của anh tên là gì? Cái chỗ của anh làm là gì? Ten là 10 đó, auto repair. Tức là ten. Ten auto repair. Tức là tôi thì nhất 9 và 10 bù. Dạ, cha là cha 9 là con là 10 bù, không mấy bù cha. 10 bù đấy. Bởi vì tướng số ngày xưa hay là chơi bài. Mà chơi bài đây là chơi bài cho đàng hoàng tự thế. Nhất 9 10 bù. Và tôi có tặng cho ai tôi cũng chỉ tặng đến 9 mà thôi. Rồi còn số 10 là dành cho tôi. Dành cho anh. Đấy. Ok thôi. Chào bà con chào cha. Cảm ơn rất nhiều nhé.